Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, vào tuần tới, Trung tâm Dữ liệu Y tế Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị tiến tới triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi toàn quốc. Trước đó, từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về ban hành biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine. Sau quyết định này, Bộ Y tế phối hợp tích cực với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với cơ quan liên quan xây dựng hệ thống cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine cũng như chỉnh sửa bổ sung chức năng ký số trên nền tảng quản lý tiêm chủng. Vừa qua, Bộ Y tế đã thí điểm tại 3 cơ sở y tế là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K và Bệnh viện E. Kết quả cho thấy hệ thống đã sẵn sàng đáp ứng tốt việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Hộ chiếu vaccine điện tử có ý nghĩa như hộ chiếu vaccine giấy, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao thương quốc tế. Hiện nay, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, biểu mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 17 quốc gia công nhận. Thưa quý vị, cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusel phòng ngừa COVID-19 cho người suy giảm miễn dịch hoặc người không thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã chính thức được mở, bắt đầu tiếp nhận thông tin đăng ký tiêm từ ngày 22 tháng 3. Evusel là kháng thể đơn dòng ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp, được nhiều quốc gia trên thế giới phê duyệt khẩn cấp nhằm bảo vệ kịp thời nhóm người dễ bị tổn thương trước COVID-19, đặc biệt là khi biến thể Omicron đang lan rộng. Tuy nhiên, cần lưu ý rõ thêm, kháng thể đơn dòng Evusel không thay thế vaccine phòng COVID-19 cho cộng đồng, mà chỉ hướng tới những người suy giảm miễn dịch hoặc không có khả năng đáp ứng miễn dịch thỏa đáng hoặc không sinh đầy đủ kháng thể sau khi đã tiêm đủ liều vaccine, và cho những người không thể tiêm vaccine do từng xảy ra phản ứng bất lợi nghiêm trọng với vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, trong khoảng một tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 ở nước ta đang liên tục giảm. Vào ngày 22 tháng 3, cả nước có hơn 130.000 ca mắc, giảm khoảng 51.000 ca so với ngày cao nhất gần đây là ngày 16 tháng 3. Cùng với đó, số ca chuyển nặng phải nhập viện cũng giảm mạnh. Theo các chuyên gia y tế, số ca nhập viện giảm một phần do hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine và tập trung giám sát trường hợp nguy cơ cao. Phần nữa là do tâm lý người dân, khi bị mắc COVID-19 giờ cũng không còn hoang mang và rất bình tĩnh để điều trị tại nhà. Cả nước hiện có hơn 3 triệu F0 đang theo dõi điều trị. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, thì số ca đang điều trị tại bệnh viện đã giảm 24,5% so với tháng trước, dù số ca mắc mới tăng khoảng 200%. Thưa quý vị, sau hơn một tuần triển khai quy trình chuyển đổi số công tác quản lý F0 tại nhà, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 48.000 lượt khai báo của người dân mắc COVID-19 trên hệ thống. Với 8 máy chủ được đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu cùng với tốc độ đường truyền được cải thiện rõ rệt, việc chuyển đổi số toàn bộ công tác quản lý F0 đang từng bước được cải thiện rõ nét. Người dân và ngay cả nhân viên y tế đang được tạo điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện chuyển đổi số trong suốt quá trình khai báo, chăm sóc và kết thúc thời gian cách ly tại nhà. Sở Y tế đã kịp thời bổ sung thêm tiện ích phát hiện người khai báo có triệu chứng nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ để gửi tin nhắn cảnh báo đến bác sĩ và nhân viên của trạm y tế, giúp kịp thời tư vấn và can thiệp. Đây là một trong những tiện ích khá thông minh của ứng dụng, góp phần quan trọng làm giảm nguy cơ tử vong cho các đối tượng này khi mắc COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở sẽ phối hợp với Sở Y tế tổng hợp số liệu và xem xét về đề xuất cho học sinh là F1 đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được đi học trực tiếp. Trước đây, thành phố Hồ Chí Minh đã từng thực hiện việc cho học sinh F1 đi học trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi có hướng dẫn mới của Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh đã tuân thủ nghiêm túc. Theo đó, học sinh là F1 phải ở nhà cách ly 5 ngày nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, ở nhà 7 ngày nếu chưa tiêm vaccine COVID-19. Hiện nay đã có gần 100.000 học sinh, giáo viên, nhân viên ở các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh là F0. Do đó, rất nhiều học sinh là F1 cũng phải nghỉ học ở nhà. Nhiều trường hợp học sinh liên tục bị xác định là F1 nên phải ở nhà kéo dài. Trong khi đó, ở nhiều cơ sở giáo dục cũng đang rất khó khăn vì có nhiều giáo viên là F0, đồng thời điều kiện cơ sở vật chất không đủ để đáp ứng chu đáo việc vừa dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến cho học sinh là F0 và F1. Do đó, việc đề xuất cho học sinh là F1 đi học nhằm giảm thiểu những khó khăn hiện nay, tạo thuận lợi cho cả học sinh, phụ huynh lẫn nhà trường. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cuối tháng 3 tới, Trung Quốc sẽ chuyển thêm 5 triệu liều vaccine Sinovac trong tổng số 20 triệu liều vaccine mà nước này cam kết dành cho Campuchia, cùng với các trang thiết bị y tế và sự hỗ trợ của các chuyên gia giúp Campuchia chống lại đại dịch COVID-19. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã công bố thông tin này trong ngày 21 tháng 3 tại lễ khánh thành tòa nhà y tế hữu nghị Campuchia-Trung Quốc. Ông Hun Sen cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19 tháng 3 đã cam kết cung cấp thêm vaccine ngừa COVID-19 cho Campuchia và lãnh đạo hai nước đã bàn bạc về việc xây dựng nhà máy sản xuất vaccine
vaccine Trung Quốc tại Campuchia. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, nước này sẵn sàng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ về vaccine để chống dịch COVID-19. Mặc dù tỷ lệ bao phủ vaccine đã đạt mức cao, song Campuchia vẫn cần thêm vaccine để tiêm mũi tăng cường cho người dân, tiến tới miễn dịch cộng đồng. Hiện Campuchia đã tiếp nhận trên 44,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 thông qua các hợp đồng mua bán, cơ chế phân bổ vaccine COVAX và thỏa thuận khung song phương. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản hiện đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19 trọng điểm trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 9 tháng 1 năm nay, không có địa phương nào tại Nhật Bản phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Song song với đó, chính phủ Nhật Bản dự định sẽ nới lỏng dần các biện pháp hạn chế nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời củng cố hệ thống y tế, tăng cường năng lực xét nghiệm và dự trữ thuốc để chuẩn bị đối phó với các làn sóng lây nhiễm khác trong tương lai. Bên cạnh đó, theo đài truyền hình nhà nước NHK, chính phủ Nhật Bản dự định sẽ khuyến khích việc sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng ở các nhà hàng, quán bar, các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn và hoạt động đi lại. Tính đến nay, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng hơn 6 triệu ca mắc COVID-19, tương đương với 4,86% dân số của nước này. Số người tử vong do mắc COVID-19 là hơn 27.000 người, tương đương 0,45% số người mắc COVID-19, khá thấp so với nhiều nước khác. Mặc dù Nhật Bản có tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên cao nhất trong số các nước phát triển. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một số nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Italia và Vương quốc Anh, đã dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19 một cách quá mạnh tay. Và do vậy, những nước này đang chứng kiến số ca mắc gia tăng, có thể là do biến thể phụ BA2 của Omicron, còn gọi là Omicron tàng hình. Theo WHO, nguyên nhân khiến số ca mắc gia tăng có thể là do biến thể Omicron tàng hình dễ lây lan hơn, song không gây nguy hiểm so với những biến thể khác. Ngoài ra, việc một số nước châu Âu quá mạnh tay trong việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch cũng là nguyên nhân gây ra tình hình này. Theo cơ sở dữ liệu của WHO, số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu đã giảm mạnh so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 1, song hiện đang trên đà gia tăng trở lại kể từ đầu tháng 3. Trong 7 ngày qua, hơn 5,1 triệu ca mắc mới và 12.496 ca tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận tại khu vực châu Âu theo cách phân chia của WHO, nâng tổng số ca mắc từ đầu mùa dịch đến nay lên gần 194,4 triệu ca và số ca tử vong lên hơn 1,92 triệu ca. Thưa quý vị, ngày càng nhiều bang tại Mỹ dừng cập nhật số ca mắc mới, tỷ lệ nhập viện và tử vong liên quan đến COVID-19, trong khi việc người dân tự xét nghiệm tại nhà không được thống kê đầy đủ. Theo các chuyên gia, tình trạng này có thể dẫn đến việc nước Mỹ chủ quan và đại dịch có thể bùng phát trở lại. Cảnh báo được đưa ra khi mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vào ngày 22 tháng 3 đã xác định tiểu biến thể BA2 Omicron là nguyên nhân gây ra hơn 1/3 số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong tuần vừa qua. Hiện tại, nhiều bang của Mỹ, việc cập nhật số liệu về COVID-19 gần như đã chấm dứt hẳn. Trong khi đó, theo hướng dẫn mới của CDC vào hồi tháng 2, hầu hết người dân Mỹ không cần phải đeo khẩu trang bởi mức độ lây nhiễm COVID-19 tại đây đã xuống rất thấp và người dân đã được tiêm vaccine đầy đủ. Tính tới nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 97 triệu ca nhiễm COVID-19 và 972.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.